Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsu Xe An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là má phanh sau của anh em bảo là bố tháng sau của dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì đây là má phanh sau. Con Outlander thì sử dụng cả hai bên đều là phanh đĩa, phía trước và phía sau đều là phanh đĩa. Thì các anh em gọi là má phanh sau hoặc bố tháng sau của dòng xe Mitsubishi Outlander. Đấy, thì cái này lắp ở phía phanh sau. Một cái xe thì nó sẽ gồm một cái bộ, thì nó sẽ gồm cho một bộ là gồm cho hai bánh, bốn miếng như này. Hai bánh và bốn miếng thì cái đĩa chúng ta này nó sẽ ép vào cái đĩa phanh, ép vào trên đĩa phanh. Các bạn, nó sẽ ép vào cái đĩa phanh các bạn nằm giữa như này. Và cái điểm G này này, khi mà nó chạm hết gần hết cái điểm mòn này là chúng ta sẽ phải thay cái má phanh này và cái bố thắng phanh sau này. Đấy, thì đây là cái điểm mà chúng ta cảnh báo chúng ta phải thay. Thì hàng xịn chính hãng các bạn nhìn này. Thứ nhất là do Adavit, các bạn phân biệt với hàng xịn chính hãng và thay thế này. Cứ nhìn chất hàng các bạn sẽ biết rồi. Thứ nhất là bao gồm có cả mỡ này, hàng xịn chính hãng mỡ này. Và đây một bộ mỡ này, có cái phe cài này, cái điểm này cài này. Bây giờ bộ này, bánh này. Đấy, hàng xịn chính hãng, chất hàng này, nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam này. Thì khi anh em có nhu cầu, khi mà chúng ta chạy xe một thời gian, anh em đi chạy xe một thời gian trên đường thì nó mòn mất cái bộ má phanh sau này. Thông thường các bạn thay nhá, lưu ý cho mình là hàng xịn chính hãng và thay thế nó khác nhau cái gì. Một cái thứ nhất là nó bám đĩa cùng một chất lượng hàng, nhưng mà nó cùng một cái loại hàng, nhưng nó sẽ có nhiều cái loại hàng khác nhau. Cùng một cái mã này nó sẽ có nhiều loại hàng khác nhau. Như vậy thì tại sao tôi phải bỏ số tiền mua hàng xịn và hàng rẻ, nó khác nhau như thế nào? Thứ nhất là hàng xịn thì các bạn sẽ phải lưu ý cho mình là nó sẽ bám đĩa này, và thứ hai là không ăn đĩa phanh. Ví dụ như là các bạn chạy một thời gian, thế cái này nó không ra mạt đen là một, thứ hai nữa là nó đạp phanh nó rất là ăn, thì đấy là sự nó sẽ gọi là bám đĩa, nó không ăn mòn cái đĩa phanh của chúng ta. Đấy, còn ví dụ như đối với hàng rẻ, có những cái hàng mà nó sẽ nó nhiều mạt đồng quá, nhiều cái chỗ này nó nhiều mạt này, và không phải hàng xịn chính hãng thì mà nó sẽ nhanh mòn đĩa, nhanh ăn đĩa, bởi vì nó ma sát nhiều nó sẽ nhanh ăn đĩa, và dẫn đến chúng ta sẽ phải thay cả đĩa phanh. Đó là khi mà anh em lựa chọn đấy, để nó sẽ đảm bảo an toàn. Cái này là chi tiết an toàn thì tùy theo cái điều kiện và túi tiền, thì anh em mỗi người có sự lựa chọn, anh em có sự lựa chọn và gara, sự lựa chọn hàng xịn thì một giá và hàng thay thế nó một giá. Đây là cái chất lượng của nó, tại sao chúng ta chọn hàng xịn và hàng rẻ nó khác nhau điểm đấy. Còn lắp lên thì để mà đạp phanh thì mới đầu nó như là tương đương nhau, nhưng sau chỉ có ông nào ăn đĩa và ông nào nhanh mòn hơn thôi. Ví dụ như bộ này thì chúng ta đi được khoảng mấy chục nghìn km, bộ kia thì chỉ được khoảng 70-80% thôi, nó nhanh mòn hơn rồi chúng ta nhanh phải thay. Nói chung là các bạn phải xác định là tiền nào của đấy, anh em cứ xác định rõ như vậy, tiền nào của đấy. Tiền hàng chúng ta bỏ số tiền 1 triệu thì chúng ta nhận giá trị 1 triệu, bỏ số tiền 200-300-500 thì chúng ta nhận giá trị của 500. Thì mình cứ nói rõ ràng quan điểm anh em nó là như thế. Đấy, thì khi anh em cần thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.